Dynamic Zoom trên Osmo Mobile 4. Chuyển sang chế độ Dynamic Zoom, chọn kiểu video mà bạn muốn. Ví dụ, Move Out cho chuyển động xa dần khỏi vật thể. Kéo khung vuông bao quanh vật thể. Khi khung vuông quanh vật thể chuyển thành màu xanh, nhấn nút quay để bắt đầu ghi hình video. Cầm Osmo Mobile 4 đối diện với vật thể, lùi dần về phía sau với vận tốc vừa phải, đều đặn. Sau khi thu phóng từ 3 lần trở lên, nhấn lại vào nút quay để dừng ghi hình video. Ứng dụng DJI Mimo sẽ tự động tạo video Dynamic Zoom cho bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.